Elbow Pass hay còn được gọi là chuyền bóng bằng cùi trỏ, ở NBA hiện tại bạn còn thấy ai thực hiện cú chuyền bá đạo này chưa? Tôi đoán là bạn chỉ bắt gặp một lần, và người thực hiện không ai khác ngoài Jason Williams thuộc khuôn khổ tuần lễ All-Star năm 2000 trong trận đấu giữa các tân binh và những cầu thủ năm 2. Chiguel đã thực hiện đường chuyền kỳ quặc này và buộc toàn bộ nhà thi đấu phải đứng dậy tán dương. Pha bóng ấy đã để lại ấn tượng cực kỳ to lớn cho những người may mắn chứng kiến. Đến nay người ta vẫn nhớ đến anh như một hậu vệ tài hoa từng làm người hâm mộ bóng cam một thời say đắm. Anh là một trong số ít cầu thủ da trắng đem bóng rổ đường phố lên sân khấu NBA rộng lớn, từng khiến bao người hâm mộ trên toàn thế giới phải đắm say và là nguồn cảm hứng cho các tác phẩm phim ảnh về bóng rổ. Thế nhưng có một sự thật rằng, dù tài hoa khiến bao người say đắm, nhưng Jason Williams chưa bao giờ vươn đến tầm All-Star tại NBA. Jason Williams sinh ra tại thị trấn Bell, phía Tây Virginia, Hoa Kỳ. Nơi đây có dân số chưa đến 1.500 người và các bạn đoán đúng rồi đấy, bóng rổ tại đây nếu so với những nơi khác chưa thật sự phổ biến. Những năm tháng cấp 3 rực rỡ trong màu áo trường cấp 3 DuPont giúp cho Jay Will nhận được lời đề nghị chơi bóng cấp đại học tại Đại học Marshall và Đại học Florida. Sau đó anh được Sacramento Kings lựa chọn tại lượt thứ 7 kỳ tuyển quân năm 1998. Không mất quá lâu để Jason bộc lộ những gì tinh túy nhất của mình. Những đường chuyền mang tính kỹ nghệ của anh thu hút khán giả đến sân Echo Arena ngày một nhiều. Kỹ tức kỹ thuật và nghệ là nghệ sĩ. Ở Jay Will có kỹ thuật của một hậu vệ dẫn bóng cổ điển, ưu tiên việc kiến thiết lối chơi và bơm bóng cho các đồng đội. Cầu thủ sinh năm 1975 có thể tìm ra đồng đội đang trống trải ở bất kỳ vị trí nào trên sân. Nhãn quan sắc bén giúp Jason đưa bóng đến tay đồng đội một cách gọn gàng nhất có thể. Không ít lần các tay phòng ngự phải tự hỏi thế quái nào mà anh ta có thể thực hiện được những đường chuyền như vậy chứ. Chuyền bật đất, chuyền alley-oop, chuyền từ nhà đến trường. Jay Will không chỉ thực hiện nó một cách đơn thuần, anh biến nó thành những kiệt tác, cách mà anh kiến tạo cũng như cách mà một người nghệ sĩ kiến thiết nên tuyệt phẩm của riêng mình. Sáng tạo, liều lĩnh và có chút bụi đường phố là những gì chúng ta đúc kết được từ phong cách chơi của cầu thủ sinh năm 1975. Ở NBA, trong khi những cầu thủ có khả năng đem bóng rổ đường phố lên ánh đèn NBA thường là cầu thủ da màu như là Allen Iverson hay là Jamal Crawford, Jay Will là số ít các nghệ sĩ da trắng phủ lớp bụi đường phố và đem những tác phẩm của mình lên sân khấu tỷ đô. Để tỏ lòng yêu mến tài năng của Jason Williams, ký giả địa phương của thành phố Sacramento là Stephanie Shepard đã đặt cho anh biệt danh là White Chocolate, tức là sô-cô-la trắng, như nói lên phong cách chơi bóng hào nhoáng nhưng không kém phần nghệ sĩ của hậu vệ này. Tôi nghĩ ra cái biệt danh này khi thấy cách mà anh ta thi đấu, nhanh nhẹn và đầy cuốn hút. Nhìn anh ta kiểm soát bóng làm tôi gợi nhớ những tay chơi bóng phủi khi tôi đến Chicago. Sô-cô-la trắng là một trong những món ăn được ưa thích trên thế giới. Với vị ngọt tự nhiên từ sữa, sô-cô-la trắng gần như chiếm trọn tình cảm của người thưởng thức. Và người hâm mộ NBA dành sự yêu mến cho anh cũng nhiều như vậy đấy. Trong năm tân binh của mình, Jason Williams đã được chơi cạnh với các ngôi sao đình đám thời điểm đó như Chris Webber, Vladivok và Beja Stojakovic. Tuy nhiên, đội hình này vẫn thiếu một tay chuyền chất lượng. Điều này khiến họ gần như biệt tăm khỏi giai đoạn hậu mùa giải chính thức. Jason Williams gia nhập đội bóng mang theo một nguồn sức sống quá đỗi khác biệt. Kings ngay lập tức tiến vào được vòng playoff và ngay trong năm tân binh của sô-cô-la trắng. Đây là điều mà tất cả những người hâm mộ đội bóng luôn mong chờ. Jay Will trẻ, khỏe và đầy sáng tạo. Mỗi khi anh xuất hiện trên sân, người hâm mộ lập tức biết rằng anh sắp vẽ những đường kiến tạo đầy mê hoặc. Nói không ngoa thì sự hiện diện của anh đã khiến khán giả kéo đến sân đông hơn. Theo báo cáo của tờ New York Times, vào tháng 4 trong năm tân binh của Jason, lượng khán giả đến sân nhà của Kings tăng lên đến 13%. Dẫn đầu toàn NBA thời điểm đó, kéo theo là hình ảnh Jay Will được phát sóng trực tuyến trên đài truyền hình quốc gia. Qua đó đủ để thấy sức ảnh hưởng của cầu thủ sinh năm 75 lớn đến nhường nào. Cũng trong năm đầu tiên ấy, những chiếc áo đấu số 55 Jason Williams thuộc top 5 mẫu áo bán chạy nhất thị trường thời bấy giờ. Mỗi khi đến sân, Echo Arena thường bị lấp đầy bởi áo đấu của hậu vệ tài hoa này. Tuy nhiên, quay lại với câu hỏi đầu video vì sao tài năng đến vậy, sô-cô-la trắng chưa từng có tên trong đội hình All-Star dù chỉ là dự bị. Đầu tiên cần kể đến phong cách thi đấu của cầu thủ này. Đồng ý rằng lối chơi của Jason hút khán giả, thế nhưng độ hiệu quả không thật sự cao. Số lần mất bóng song hành với độ liều lĩnh đến từ những đường chuyền và tất nhiên những chỉ số này không thể hiện trong những thước băng highlight. Trong năm đầu tiên gia nhập NBA, sô-cô-la trắng có trung bình 12,8 điểm, 6 kiến tạo và mất bóng 2,9 lần mỗi trận. Bên cạnh đó, Jay Will không phải chốt chặn đáng tin cậy hàng ngoài. Trái lại, anh chính là lỗ hổng phòng ngự của Kings. Chính hạn chế này mà huấn luyện viên luôn chủ động để anh ngồi ngoài vào những phút cuối của trận đấu. Nói Jason Williams chỉ giỏi chơi bóng rổ biểu diễn không hoàn toàn chính xác, vì rõ ràng lối thi đấu của anh tạo rất nhiều đột biến cho Kings. Tuy nhiên, dường như cầu thủ sinh năm 75 chỉ dừng ở mức tốt, chứ thật sự không quá xuất sắc nếu so với các hậu vệ cùng miền. Gary Payton có nhiều kiến tạo hơn,
Steve Francis ghi điểm tốt hơn, Steve Nash có hiệu suất ném 3 cao hơn. Và khi nhắc đến Jay Will, chúng ta chỉ có thể nhớ đến những đường truyền đẹp mắt, không thể đe dọa ngoài vạch 3 điểm, không đủ tinh quái để cướp bóng, số lần mất bóng song hành với số kiến tạo. Sô-cô-la trắng không nổi bật ở bất kỳ chỉ số nào để đưa anh vươn tầm All-Star. Bên cạnh những lùm xùm ngoài sân bóng cũng làm xấu đi hình ảnh của hậu vệ ngôi sao này. Anh trải qua mùa giải cuối cùng ở Sacramento đầy biến động. Anh bị treo giò 5 trận đầu mùa vì dương tính với chất kích thích. Điều này được cho là vi phạm về luật cấm chất kích thích ở NBA. Jewel cũng liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc khi có những lời nói nhắm thẳng vào một người châu Á. Và điều này đã làm anh bị phạt $15,000 cùng với việc Nike hủy bỏ những kế hoạch liên quan đến cái tên Jason Williams. Những lùm xùm trên góp phần quyết định đường ai nấy đi của cả hai. Sau 3 năm đầu cống hiến, Jason Williams được gửi đến Vancouver Grizzlies, tiền thân của Memphis Grizzlies bây giờ, để mang về My Bibi. Đây là hậu vệ được draft cùng kỳ với Jason. Thế nhưng tên anh hẳn còn xa lạ với người hâm mộ đại chúng lúc này vì đội bóng trước đó anh thi đấu tọa lạc ở Canada. Dẫu vậy, những con số biết nói đã chứng minh giá trị của Bibi: 15,9 điểm và 8,4 kiến tạo trong đầy đủ 82 trận mùa giải 2000-2001. Lịch sử cũng chứng minh rằng với sự bổ sung của Bibi, Kings là đối trọng rất mạnh của LA Lakers và đường hoàng trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch nhiều năm liền. 4 năm tiếp theo tại hang gấu vùng Tennessee, ở vị thế một ngôi sao của đội, thế nhưng có vẻ vai trò này không dành cho Sô-cô-la trắng. Anh hạn chế được số lần làm mất bóng, kiến tạo nhiều hơn và dần trở thành đầu tàu của đội bóng. Khoảng thời gian từ 2002 đến 2005, Sô-cô-la trắng rất gần với cơ hội được lựa chọn vào đội hình All-Star. Anh ghi trung bình 11 điểm, 7 kiến tạo và ném 3 đạt hiệu suất 32,4%. Nhưng Grizzly lúc đó là đội bóng non trẻ đang trong giai đoạn tái thiết. Họ đổi huấn luyện viên và dưới trướng là những cầu thủ vừa chập chững bước vào NBA. Trong 2 năm đầu, Jason chỉ chưa có quá 30 trận thắng mỗi mùa. Thành tích này chắc chắn không thể nào tiến vào playoff và tất nhiên cũng ngăn chặn luôn con đường tham dự sự kiện All-Star của Jason. Đám mây u ám những tưởng lại phủ khắp sự nghiệp của anh khi bước ngoặt đã xảy đến cho Jason Williams. Trong cuộc trao đổi lớn nhất lịch sử vào năm 2005 giữa 5 đội bóng và 13 cầu thủ đã đưa Sô-cô-la trắng đến Miami Heat, bên cạnh những cái tên như Shaquille O'Neal, Dwayne Wade, Gary Payton. Năm 2006, Jewel vẫn ra sân từ đội hình chính, thì xếp sau Dwayne về số phút thi đấu. Vai trò của Jason vẫn là hậu vệ dẫn bóng và là cây ghi điểm số 3 của đội. Anh đóng góp trung bình 12,3 điểm mỗi trận cùng 4,9 kiến tạo. Giai đoạn playoff cụ thể là tại game 6 trận chung kết miền với Detroit Pistons, Sô-cô-la trắng bùng nổ với 21 điểm, ném 11 vào 10. Qua đó giúp Heat tiến vào chung kết tổng. Tại đây, đội bóng miền Đông đã bại Dallas Mavericks để mang về chiếc nhẫn vô địch đầu tiên cũng như duy nhất trong sự nghiệp của Jason Williams. Sau khi có danh hiệu cao quý là chức vô địch, Sô-cô-la trắng dành tiếp 2 năm để chơi cho Heat trước khi chuyển đến Orlando Magic và tuyên bố giải nghệ trong màu áo Memphis Grizzlies vào ngày 18 tháng 4 năm 2011. Khép lại một sự nghiệp tuy khiêm tốn về mặt thành tích cá nhân, thế nhưng những đường truyền đầy mê hoặc của Jason Williams vẫn luôn sống mãi trong lòng người hâm mộ NBA những năm đầu thập niên 2000. Dù rằng sau này NBA có chứng kiến những tay truyền thượng hạng khác như Ray Rondo hay là LaMelo Ball, nhưng chắc chắn không một ai mang lại cái chất đường phố đầy tự do như Sô-cô-la trắng đã làm. Chức vô địch là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng miệt mài chinh chiến của một nghệ sĩ tài hoa một thời.